cảnh mới, xuân mới, nhiều đổi mới, thêm tài, thêm lộc, tốt vinh quang. Quý vị thân mến, chào qua một năm 2021 với nhiều trở lực. Năm 2022 mở ra với nhiều hy vọng mới. Và với Phú Mỹ Hưng, sự kiện du xuân ngày hôm nay cũng chính là dịp để chúng ta có thể gặp gỡ và trò chuyện cùng với tất cả quý vị. Bên cạnh đó là gửi những lộc tài may mắn đến cho quý vị. Và để hòa cùng cũng như là cảm nhận rõ không khí rộn ràng ngay lúc này, những người xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với anh Việt Hùng, lắng nghe những cảm xúc của khách hàng tham dự sự kiện ngày hôm nay. Dạ, em chào anh ạ. Chào em. Dạ, ngày hôm nay thì ngày đầu năm, dạ, đến Phú Mỹ Hưng thì nhận những cái lộc tài may mắn. Thì không biết rằng là anh có những cảm xúc như thế nào ạ? Cũng như là anh có thể chia sẻ cho em được biết về những kế hoạch, những mong ước đầu năm của anh ạ. Thì đầu tiên đến Phú Mỹ Hưng đầu năm thì cũng đầu tiên là rất là vui. Thì đầu tiên đến qua đến Phú Mỹ Hưng là thấy cái môi trường xanh mát rồi. Và nó có cái hệ sinh thái của nó rất là tốt. Và thứ hai nữa là đến cái khu gallery thì lại có cái được một chút lì xì đầu năm, thì coi như là mình cũng hy vọng là năm nay mình có được một cái may mắn nào đó, và nếu mà may mắn nhất như mình muốn rồi thì mình đang ở bên ngoài thì mình trở thành cư dân Phú Mỹ Hưng chẳng hạn, với một cái chi phí nào đó nó thật là hợp lý để gọi là thuận mua vừa bán, đôi bên cùng vui vẻ đó. Thì đó là cái suy nghĩ ban đầu của mình. Dạ. Ngoài ra thì em được biết là anh đang quan tâm đến dự án The Peak của khu phức hợp Midtown. Thì không biết rằng là đối với dự án này thì điều nào là anh quan tâm nhất ạ? Với cái The Peak này thì mình quan tâm nhất đầu tiên là cận sông. Ta nói là nhất cận giang mà. Thì thấy là ngay sát sông thì điều đó là nó làm cái điểm lôi cuốn mình. Thứ hai nữa là đây đúng cái khu này là nó như là cái diện tích nó lớn nhất trong cái Midtown. M5, M6, M7, M8 thì theo như mình tìm hiểu thì với cái hệ thống tiện ích nhiều như thế, với một cái mức phí quản lý được báo trước nữa, thì mình thấy đầu tiên là mình có cái cảm giác là đầu tiên nó được minh bạch, và thứ hai là cái giá mình cho rằng là như vậy là nếu mà nói là hợp lý thì không đúng, phải nói là hơi bị rẻ. Với mức phí quản lý như thế này mà được hưởng những cái tiện ích như thế thì thấy là rẻ so với lại nhiều dự án khác, phải nói là rẻ đó. Dạ. Dạ thì đối với những cái căn hộ mà hoàn tiền nội thất như thế này thì anh đánh giá như thế nào ạ? Điều muốn nói là không biết nói gì luôn. Vì vô đây thì đúng là chỉ có sách cho ly dọ thôi, biết là bây giờ nó hoàn thiện đến từng cm rồi. Dạ, anh đánh giá như thế nào về môi trường cũng như là không gian sống của Phú Mỹ Hưng ạ? Thì môi trường và không gian sống của Mỹ Hưng thì là rất là tốt rồi. Về mặt cơ bản là nhiều cây xanh, cư dân thì có cái background rất là tốt. Mình cơ bản nhất là mình thấy cái quy hoạch đô thị á nó thoáng. Tức là đang trong Sài Gòn đang ngột ngạt chẳng hạn thì tự nhiên ra đến Phú Mỹ Hưng thì nó khác. Từ Nguyễn Văn Linh đến Nguyễn Lương Bằng là thấy nó thoáng đạt rồi. Dương Kiều xin được cảm ơn những chia sẻ của anh trong ngày hôm nay. Và nhân dịp năm mới thì Dương Kiều xin được chúc anh và gia đình sẽ có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn anh nha. Quý vị thân mến, hiện chỉ còn chưa đến 5% sản phẩm cuối cùng và đẹp nhất tại dự án The Peak. Bên cạnh đó là hai căn hộ hoàn thiện nội thất mới nhất trong bộ sưu tập Bespoke Collection. Quý vị hãy liên hệ với tiếp thị viên chúng tôi qua số hotline 028 5411 8888 để tìm hiểu và tham quan dự án. Một lần nữa, Dũng Kiều mến chúc quý vị sẽ có một năm mới với những khởi đầu tốt đẹp. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Phú Mỹ Hưng chúng tôi và hãy cùng chào đón những dự án, những kế hoạch bộ đồ sắp tới quý vị nhé. Dũng Kiều xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.